Bên đây thì ký nhiêu? Bên đây 15. Nãy đi Sài Gòn về mà đi lậu có tóc vòng nút không chi vòng vòng thôi chẳng đi cho biết luôn. Dạ, nó đi cho biết luôn. Cần chứ nó không có dài. Dạ. Dạ. 15.000 chứ. Cái đường gửi 4.100 chứ. Mấy cái nhã nè ngon ngon nha. Sao thì trắng trắng. Nhã này cũng ngon nè, trái nó nhỏ thôi. Còn này là có 15 hả? Ừ. Ừ, 15 nha. Nó không cơm thì nhỏ quế, có cái nhãn xuồng. Cái này nó hơn 4 ký được không? Còn không? 4 ký 3. Tiền Giang. Khoan, chị thấy ha. Thầy thề như vậy. Thầy nhã này con thấy cân nước này. 3 ký 2 phải không? 3 ký 2, 3, 3, 7, 3, 7, 8, 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 bên đây thì 25 trái bự hết rồi, bên đây thì 15 trái nhỏ. Ở đây là Tiền Giang nè, Tiền Giang nói gì, ở đây là Tiền Giang, tại Tiền Giang mà bán. Ở đây là khu vực Tiền Giang á ông bà, khu vực Tiền Giang này á người ta bán nhãn quá trời luôn, bán nhãn rẻ quá à. Chắc chỗ đây chỗ vườn hay gì á, tại vườn tại nhà người ta gì á, bởi vì bán nhãn kiếm 15.000. Cái này kem à, 15 hút 15 chú thấy mà chú không thiết bọc đâu, banh bọc nha, không dám bước vô luôn. Cảm ơn chú với em nha. Rồi bọc ra mấy cái anh 4 kg thôi, 15 ngàn lấy 4 kg đi, ngon quá. Lấy cành hay lấy rồi anh? Đúng rồi, lấy cái cành hay lấy cái rồi? Rồi nào? Rồi đó, hồi còn cũ thôi. Cái này là nhãn nhà hay nhãn vườn? Nhãn vườn. Dạ, yeah. Vườn của nhà á hả? Dạ. Chị mua người ta có. Dạ. Yeah. Bốn ký ha anh? Ờ, 4 ký. Chưa. 4 ký 60.000. Dạ. 4 ký trà bá luôn nha. Ăn đã luôn á. Chúc mua mai bán đất nha.